lên hít. Đây sẽ là lần thành công nhất của mày. Mình là nhà vô địch. Nhà vô địch. Phải. Sao thế này? Sao thế này? Này Paxton, có chuyện gì thế? Áp suất từ trên phía mái nhà. Chúng ta đã cho tăng khí mê tan. Phải đi xuống để thông máy bơm. Giữ nó nhé. Mùi gì thế nhỉ? Không ổn rồi. Đặt tôi lên đi. Kỹ thật. Sao thế? Phải làm nguội đường ống. Tắt đèn đi. Đèn ấy. Kỹ thật. Chúng ta làm thủng vỏ trái đất rồi. Chúng ta khoan quá sâu. Cái gì thế? Cái gì thế? Cẩn thận. Chúa ơi. Chúa ơi. Nguy hiểm quá. Tôi nợ cậu lần này. Chúng ta phải khóa van. Van giảm áp đấy. Đi nào. Holy crap. Khỉ thật. Đây rồi. Chúng ta phải khóa nó lại. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi thôi. Đi thôi. Quên nó đi anh bạn. Đi thôi. Đi thôi. Tới đây nhanh lên. Tôi sẽ giúp anh. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Trơn quá. Giới thiệu bộ phim Động đất 10 độ Richter. Chưa có thông báo nào từ Trung tâm Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, nhưng chúng ta có ba cuộc gọi từ bãi biển dài về rung động nhẹ tối qua. Thôi nào mọi người, đây là Los Angeles, hãy làm quen thôi. Bây giờ thì quay lại với âm nhạc Los Angeles quen thuộc. Được rồi, nhìn về phía bên tay trái đi.
bên tay trái con hay bên tay trái mẹ? Mẹ không biết con đang đứng hướng nào. Con không thấy gì hết. Con không thấy mấy đồ cắm trại đâu. Nó ở phía sau cái hộp có ghi chữ Giáng sinh. Ở phía sau mấy đồ Giáng sinh này. Chào em. Chào anh. Em không nghĩ anh sẽ đón con bé sớm thế này. Anh chỉ muốn xem con bé có thích đi chơi với lão già này không. Mẹ, con không thấy gì. À, được rồi, con thấy rồi. Được rồi, tốt lắm. Con bé tìm cái gì thế? Cẩn thận cái đầu. Chờ chút, cắm trại à. Con và Cindy, kỹ thuật, cậu ấy sẽ tới đây trong vài phút nữa. Mẹ muốn nghĩ là chúng ta đã có kế hoạch cho tối nay. Anh thực sự nghĩ món pizza và phim sẽ là một kế hoạch sau. Xin lỗi bố, để tuần sau nhé. Không, thế này không được. Con không thể quỷ quẹn với một người già phút chót như thế này được. Thật sao? Con hãy nói với bố mẹ Cindy là con đã hứa trước với bố và chúng ta sẽ... Bố mẹ bạn ấy không đi cùng. Mẹ, con không thấy cái lều đâu. Nó ở trên đó mà. Không có ai đi kèm mà. Em có biết không thế? Sao nào, anh muốn con bé thế nào? Ngồi lì ở nhà và cầu nguyện anh không bắt nó phải leo cây lần nữa. Bây giờ nó có cuộc sống riêng rồi, anh biết đấy. Đúng rồi, tôi đã biết ơn. Đã không hoàn toàn bị kéo ra khỏi cuộc sống của nó. Chỉ 3 ngày trong công viên quốc gia thôi, chút sao ổn. Con muốn đi cắm trại à? Tuyệt lắm, bố sẽ tới đó. Bố sẽ cắm trại tại trạm số 5. Con có thể cắm trại với ông bố già này chứ? Cho qua. Sẽ rất nguy hiểm nếu con ở trong rừng. Con sẽ làm gì nếu gặp lũ gấu chứ? Diễn tập trước nhé. Không bao giờ ngủ trên giường, ngồi trên ghế hay ăn cháo của chúng. Nghe này, anh không thấy thoải mái chút nào. Chỉ có 2 cô gái trong rừng. Derek và bạn cậu ấy sẽ tới. Chờ chút, còn có cả con trai nữa à? Thế còn nguy hiểm hơn cả gấu nữa. Em biết cả chuyện này sao? Bố phải tin con. Bố biết là con sẽ tự chăm sóc bản thân mình mà. Được rồi. Cảm ơn bố. Con phải hứa với bố là nếu con thấy bà ngoại hoàng căng thì phải kiểm tra xem có phải là sói không nhé. Tất nhiên rồi bố. Tính cách của bà ngoại rất khó chịu và bà ấy cao lớn. Con đã kiểm tra xem ăn đủ đồ chưa? Cái gì thế nhỉ? Có thể không có gì. Có lẽ không có gì. Không có gì. Được rồi. Khỉ thật. Không. Có gì đó rồi. Tiến sĩ Claxton, ngạc nhiên quá. Sáng nay chúng ta đã có bao nhiêu cuộc gọi rồi? Chỉ 8 cuộc thôi. Không. Tôi chưa xem phân tích địa chấn tối qua. Tôi còn chưa uống. Chúa ơi. Tiến sĩ, đây là ngày đầu tiên của tôi. Chúng ta có thể... Lưu vực Los Angeles luôn cho thấy dấu hiệu hoạt động sâu của lớp vỏ trái đất. Mạnh hơn sau động đất sau. Trước động đất. Ông có nghĩ rằng đó chỉ là cơn địa chấn nhỏ? Được rồi, tôi sẽ nghiên cứu. Tiến sĩ tôi cứu. Tôi hứa đấy. Uống hết mình đi. Nhìn vào mặt và nói, nếu đó không là chuối thì cái gì đặt trên bánh ngô nước của mình vậy? Ai muốn thêm rượu nào? Chúng ta hết rượu rồi. Có phải do mình không nhỉ? Rượu đây rồi. Ai muốn uống nào? Xe đẹp đấy. Cảm ơn chú. Còn kiểm tra chất lỏng của xe chưa? Cháu vừa thay dầu rồi. Thế còn những cái này? Lần cuối cùng còn kiểm tra nó là khi nào? Cháu nghĩ là 3 tháng trước. Cậu nghĩ hay cậu biết? Cháu biết. Quá đơn giản ở trong ngăn đựng găng tay. Cái gì trong hộp dưới lạnh vậy? Chỉ có đồ ăn và coca thôi, thưa chú. Nên vậy. Kỹ thuật. Nicky, bố cậu mở về hơi quá rồi đấy. Tuần này ông mấy có lý do mà. Các cậu có kế hoạch gì thế? Không có gì. Lo việc của cậu đi. Có nguy hiểm không? Chúa ơi, nếu thế thì chúng ta cần được báo trước. Cậu có súng chứ? Không, tất nhiên không. Cậu phá qua thì sao? Nó có thể gây chết người, đặc biệt là trong rừng. Cậu biết đấy, Nam California rất khô vào mùa hè.
Ibnitolovsky, không, chúng tôi sẽ để cậu lại đấy. Cậu mà cứ bao qua như thế, tôi sẽ ném cậu vào chỗ rừng không mong quạnh. Tôi không quan tâm cậu đã trả tiền xong. Tôi không chịu nổi cậu mất. Được rồi, quá nên. Chú ơi, thật nực cười. Bố cậu phiền toái quá đấy. Ông ấy là kỹ sĩ Scotland hay là gì vậy? Ông ấy là kỹ sư cho một công ty địa chất. Công ty địa chất là gì? Nó thực sự rất hay và cũng rất tranh cãi. Cậu biết họ thực sự làm gì không? Họ khoan khóa mỏng xuống lòng đất để tìm kiếm ga và dầu tự nhiên. Và khi họ tìm thấy rồi, họ lại khoan ngang sang bên cạnh, tạo ra hàng loạt chiều nổ, và cuối cùng họ đẩy được chúng ra ngoài với hàng triệu lít nước áp lực. Tôi vừa nói gì ấy nhỉ? Sẽ có chạy đâu. Bình tĩnh, quen được. Thôi được, tôi nghĩ chúng ta có thể đi được rồi. Tuyệt lắm. Tôi sẽ ở ngay đây. Nếu cậu muốn thấy thiết bị đấy, 7 giờ tối, chúng tôi sẽ bật tất cả các máy bơm. Đáng để nhìn đấy. Chúng con chắc chắn sẽ ghé qua. Giờ chúng con có thể đi được chưa? Câu hỏi cuối cùng. Uống mấy cốc bia thì sẽ không lấy xe an toàn được nữa. Bố, Derek đừng trả lời câu hỏi đó. Thật ra là tùy vào lượng cồn trong máu. Bố đang hỏi cậu ấy chứ không phải là hỏi con. Tôi nào, nhóc, không có gì. Một cốc, sai rồi. Cậu dưới 21 tuổi. Được rồi, quý cậu trẻ tuổi ra ngoài đi. Nhanh lên. Bố, thôi đi. Được rồi. Con phải gọi bố nếu có chuyện gì xảy ra đấy. Không được gây rắc rối đâu đấy. Cậu rõ chứ? Dân thưa chú. Cảm ơn bố. Tạm biệt. Mình xin lỗi. Cậu cao quá đấy, Jack. Dừng lại đi, không anh sẽ đẩy con bé ra xa đấy. Đây là việc bất thường. Giống anh quá quan tâm hay là vẫn chưa đủ? Bảo vệ quá mức cần thiết không giống quan tâm đâu. Anh phải bắt đầu tin tưởng con bé. Cái này thì sao? Ứng dụng theo dõi địa mà em cài trên máy con bé. Đúng vậy, nhưng cái này khác. Thật không? Thật. Sếp à, tôi sẽ tới muộn một chút. Tôi sẽ đón Hector, tôi sẽ tới ngay. Trước khi anh tới đó, tôi và anh ghé qua trạm bơm số 3. Chúng ta có lỗ hổng tại đó. Chúng ta bắt hết dữ liệu rồi. Được rồi, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Được rồi, thế còn Baston thì sao? Tôi vẫn chưa có thông tin gì thêm. Anh ta làm việc cả đêm, chắc là kiệt sức rồi. Vấn đề của anh là gì vậy? Ngày hôm nay, làm ơn. Ngày không đi. Được rồi, thế còn bảo vệ? Cả xe xịn ấy chắc cũng đã chết rồi. Hắn ta là gã ngu ngốc giống như là tên bụi đời trước mặt thôi vậy. Đi nhanh lên. Không giống Baston chút nào. Anh ta lúc nào cũng đi kiểm tra. Đây là Los Angeles, 55 nghĩa là 70. Tránh ra đi. Oh, nice. Đây Jack, chiều nay tôi sẽ gặp anh. Ngày quan trọng đấy anh bạn. Tôi không thể chờ tới lúc chúng ta mật. Anh có thể thấy cả này không? Đi đúng làn đường đi, đồ ngốc. Nghe này, anh phải đi đây. Giống như những ngày trước. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì cường điệu nó. Nhưng anh có thể ký vào đây và gửi nó bất cứ lúc nào anh có thể không? Chắc chắn rồi. Xin chào. Hi, I'm looking for Dr. Booker. Could you point me in the right direction? Ý đồ giúp tôi không? Hello? Xin chào. Xin chào. Thưa cô. Xin chào. Tiến sĩ Shipman à? Không phải tiến sĩ Shipman. Đây là lần thứ hai tôi được gọi là tiến sĩ. Tôi chưa quen lắm. Emily là được rồi. Tôi sẽ đưa cô đi một vòng. Tôi đến sớm sao? Mấy giờ mọi người đến? Tôi nghe chỉ là thế này thôi. Ngân sách bị cắt, cô biết đấy. Tôi khá ngạc nhiên khi họ có thể thuê cô. Mặc dù tôi có thể sử dụng công ty và giúp việc đặc biệt trong ngày hôm nay. Sáng nay thật thú vị. Chúng ta có 15 bản báo cáo kể từ tối qua và tôi không hiểu chút nào về chúng. Tôi nghe rồi. Từ Gladstone sao? Vâng, tôi gặp ông ấy tại một buổi hội thảo cổ động đất năm ngoái tại Buckley. Và tự nhiên tôi trở thành bạn thân nhất của ông ấy. Ông ta như một con cún đấy. Nếu cô giúp che ông ta một lần, ông ta sẽ quấn chân cô cả đời. Ông ấy đã đọc bài luận văn của tôi và nhất quyết được gặp tôi. Tôi cũng đã đọc bài luận văn đó. Mấy biện pháp ngăn chặn tâm chứng. Đúng rồi. Biện pháp ngăn chặn tâm chứng đáng. Ừ, nó khá kỳ cục sao? Không, ý tôi không phải vậy. Không sao, giáo sư của tôi cũng nghĩ thế. Tuy nhiên lý thuyết này đã cho tôi điểm C trừ. Và công việc tại US GS tuyệt vời này. Anh biết đấy, anh có thể nghĩ nó như vậy sẽ khiến cho chỗ này trở nên đặc biệt hơn. Tôi có đường dây nóng 24/24 với thống đốc bất cứ lúc nào tôi cần. Thật sao? Ông ta như thế nào? Tôi chưa bao giờ gặp ông ấy cả, thế nên
Ngoài ra đây là bản đăng ký tham gia giải bóng chày của công ty. Đây là tôi. Tôi phát bóng đầu tiên. Đây là quy tắc sử dụng lò vi sóng tại nhà bếp. Và đây là nơi làm việc của cô. Chúng ta có rất nhiều cuộc gọi trong sáng nay về trung chấn. Không có gì lớn, không có hỏng hóc lớn, chỉ một vài cái góc dở và một thứ rơi khỏi giá treo tường. Vấn đề lớn là họ chưa đăng ký bất cứ thứ gì cho buổi hội thảo. Được rồi, tôi có thể làm gì đâu. Chúng tôi có 300 bộ cảm biến ở lưu vực sông tại Los Angeles. Đây là những báo cáo cập nhật từ 12 tiếng trước. Tôi cần cô xem qua những thứ này, xem có vấn đề gì bất thường không. Đây có phải trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới không? Anh không có thực tập sinh hay máy tính làm việc hay sao? Chúng tôi thậm chí còn không có đủ tiền chi trả cho mấy cái dập ghim này. Tôi không nên dùng cái này. Xin lỗi nhé, chỉ có tôi và cô thôi. Anh bạn, anh bạn, anh bạn. Nãy đã có mặt tại farm. Có người gọi điện báo xuất hiện một vụ sụt lở lớn ngay giữa Robertson. Hãy xem nhé. Nhận được cuộc gọi từ một gã ăn tối trên vỉa hè. Anh ta nói anh ta không cảm thấy điều gì. Lần thứ ba trong ngày rồi đấy. Tiếp theo là chương trình Whiskey X. Này, đây là bản nghiên cứu của anh nè. Gì cơ, đưa cho tôi. Giọt nước tràn ly. Kế hoạch là gì đây? Chúng ta sẽ tới câu lạc bộ thoát nghi hoặc cầu ngồi nhà nước mạng. Lại phụ nữ nữa à? Chúa ơi, không. Quá nhiều phụ nữ rồi. Và một cô nhóc nữa hả? Không còn bé nữa đâu. 18 tuổi rồi. 18 rồi sao? Vậy nó đang ở giai đoạn tránh xa con ra hả? Đại loại vậy. Con ghét bố, bố ra khỏi phòng con đi. Nói chuẩn rồi đấy. Con ghét bố chết đi và con có thể lấy phần thừa kế của mình. Chuyển đến Vegas để bắt đầu biểu diễn thoát y. Đi quá xa rồi vậy? Có vấn đề gì với cậu vậy? Vẫn chưa quá xa thực tế, cậu biết đấy. Tôi vẫn nhớ lúc tôi còn là anh hùng. Và bây giờ tôi chỉ là người khó chịu đáng xấu hổ. Cậu biết đấy, phụ nữ mà. Cậu không thể sống với họ. Người phụ nữ thật sự làm tôi mệt mỏi. Không phải là Steph hay Nicole. Tôi nghe thấy rồi đấy. Đây là thứ công việc đáng ghét nhất. Cô ta đã là vợ tôi hơn 2 năm rồi. 2 năm khốn khổ dài đằng đẵng, giống như bị lạm dụng chuyện đó quá ấy nhỉ. Nhìn những vết bầm tím này xem. Khi chồng hôm nay, cuộc hôn nhân này sẽ giải thoát cho chúng ta. Nên đi vậy, sẽ như vậy. Tôi có cảm giác tốt đấy. Theo, đứng vào đây nhanh lên. Quay vòng nào. Được rồi. 1, 2, 3. Không, không, Blackstone. Chúng tôi không có thông tin đó, nhưng chúng tôi đang cố lấy bằng được. Ông thậm chí còn không biết mẹ tôi.
có một vài biến dạng nghiêm trọng trong lòng đất. Được rồi, chờ chút. Có tìm thấy cái gì thế? Đây, vào 2 giờ rưỡi sáng nay, tọa độ 21 tại tâm phía nam thành phố. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Ông nghe thấy rồi chứ, Marcus? Chờ chút, không có lo ngoài. Không có tiền. 241-305-356. Chúng ta đang xuất hiện nhiều hơn. Theo đường cong tỏa ra từ tâm chấn, điểm cuối cùng cách đó 12 dặm và mạnh gấp 2 lần. Vậy hả? Marcus, dữ liệu này đáng tin cậy thế nào? Chúng tôi cần mọi thứ đặc biệt nếu làm theo cách ông gợi ý. Cái gì thế? Tôi sẽ đưa Emily xuống đó, đưa cô ấy tới tâm chấn, thu thập thông tin, so sánh chúng với tỷ lệ Mercalli. Chúng tôi cần con số thực tế nếu ông muốn tôi nhận dụng này. Ông ấy muốn anh làm gì? Sơ tán Los Angeles. Paxton! Hey! Các anh ở đâu vậy? Hector, xem cái này đi. Cái này không ổn rồi, đội trưởng. Paxton! Hey! Hector, xem cái này đi. Cái này không ổn rồi, đội trưởng. Anh bạn, chúng ta đã đem đến những thứ đáng ra, không nên để gần giàn khoan. Paxton, Hicks, dưới kia ẩm quá nhỉ? Anh biết đấy, độ ẩm có thể gây ra những cơn hen suyễn. Thì sao? Cậu đâu có bị hen suyễn? Nó khiến tóc tôi không vào nếp. Cậu xuống đó nhanh lên. Được rồi, tôi sẽ xuống. Không phải nhà này rồi. Chúc buổi sáng tốt lành. Xin lỗi tôi nhầm. Cô tới đây vì Marcus sao? Vào đi, vào đi. Tôi sẽ đưa cô tới chỗ ông ấy. Cô uống nước lọc không? Không cần đâu, tôi ổn. Chồng tôi đã làm gì cả đêm? Anh ấy đang ở trong trạng thái rất kích động. Chồng cô là ai vậy? Marcus. Thật vô lý. Cưng à, khách của anh đến rồi. Tiến sĩ Shipman, cảm ơn trời đất. Thế này mới có lý. Anh ra ngoài cứu thành phố đây. Anh có quay lại tối không? Anh chưa biết. Vậy thì dừng lại và lấy ít bánh nướng trên đường về nhà nhé. Bánh nướng nữa? Em có sao không thế? Anh vừa bảo anh sẽ ra ngoài cứu Los Angeles đấy. Thì sao? Bánh phô mai nhé. Được rồi, bánh phô mai. Anh bạn ạ, 55 nghĩa là 70 đấy. Cả nước ngoài ngu gốc. Mình không nghĩ Wisconsin thuộc về nước khác. Ai hỏi mà vậy? Phân biệt chủng tộc và thô lỗ. Cậu ta không thể chỉ có một trong hai tính cách đó. Tao chọn bạo lực không cần thiết. Dừng lại đi quanh nữa. Gì cơ? Cậu là một gã tội. Ồ, mình là một gã tội ư? Như thế nào?
Anh bạn, cài dây an toàn vào đi. Tao không thể. Tao cần tiếp cận thằng nhóc ngu ngốc kia. Cậu biết là cậu ta sẽ đánh cậu suốt đường đi. Sao cậu lại đến chứ? Cậu đang bộ côn trùng học. Rừng quốc gia California có khoảng 10.000 loài côn trùng bò lổm ngổm. Gì cơ? Hãy nói là tôi là một kẻ nhạt nhẽo, chỉ hứng thú với côn trùng. Để cậu ta yên. Sao cậu cứ phải binh giật cậu ta vậy? Sao nào? Cậu thích thằng ngốc này rồi à? Không. Cậu ấy thích người khác rồi. Đừng làm mình hy vọng chứ. Im đi. Này bình tĩnh. Không phải ở trong xe nhé. Xe đang đi đấy. Tốt nhất họ không nên xuất hiện đe dọa chúng ta. Tôi yếu tim lắm. Paxton, nhìn này. Đây là điện thoại của Paxton. Có gì không ổn sao? Kẻ ngốc nào đây? Chúa ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ai đây? Đây là... Chạy đi, nhanh lên. Nhanh lên. Tôi không thể mở nó, đội trưởng. Đó là duy nhất thoát ra khỏi đây. Vì đường hầm đã bị sập rồi. Cứu giới. Có ai không? Chúng tôi bị nhốt dưới này nè. Giữ sức đi. Không có ai ở ngoài đó đâu. Người duy nhất làm việc ở đây đã bị chôn dưới 50 tấn xi măng rồi. Đức mẹ Marie đầy ơn phước, Chúa ở đây với chúng con. Chúa ban phước cho chúng con. Đó là lời cầu nguyện tuyệt vời. Đó cũng là cách tuyệt vời để giữ sức. Cái quái gì vậy? Này, các cậu làm gì sai rồi hả? Thật kỳ quặc. Có phải túi ngủ của cậu kia không? Sao thế? Mình không biết. Vải nhìn hơi mỏng. Bên trong có thể lạnh đấy. Cậu nghĩ thế sao? Đúng vậy. Mình biết cách làm nó ấm hơn. Có vẻ mọi việc đã được sắp xếp xong. Cuối tuần này sẽ thú vị đây. Vậy thì mình nghĩ cậu nên tự đấm vào mặt đi. Chúng mình không cùng làm được à? Thế đi, đi thôi. Đi thôi anh bạn, mình muốn dừng lại ăn cái gì đó. Tôi nào, đi nào. Tất cả cơn động đất nhỏ kia là do các anh gây ra. Các anh đã gây ra các vết nứt. Chúng tôi sao cơ? Chúng tôi đã làm theo những yêu cầu đã được đưa ra trong thư. Nhưng người này là ai vậy? USGS. US. Hãng bot mà Tom Brady đi ư? Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ. Nghe này, không có dữ liệu nào ghi chép các sự kiện địa chất này có liên quan đến kỹ thuật thủy lực bẻ gãy. Điều duy nhất đang diễn ra ở đây là trục trặc của van thoát. Hay đại loại vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Sau đó, từ những đường này lan tỏa ra xung quanh. Đó là tâm chứng. Và trong trường hợp xấu nhất, anh thấy đấy, cả vùng Los Angeles sẽ là một hệ thống nứt gãy. Anh đã từng nghe đến hệ thống San Andreas chưa?
Những dữ liệu này cho thấy các dòng chảy đã bị ép bởi các áp suất cao ở phía dưới trạm, tạo ra những kẻ nứt nhỏ này, tất cả dẫn tới các đường nứt lớn, tạo nên hiệu ứng gợn sóng này. Và bây giờ những đường nứt mới xuất hiện dọc theo những đường nứt rãnh sâu, làm toàn bộ lưu vực Los Angeles không cân bằng. Gì cơ? Cô nói không cân bằng nghĩa là sao? Cô dự đoán một trận động đất lớn ư? Đầu tiên thành phố sẽ xuất hiện hàng trăm trận động đất nhỏ. Từ ngôi nhà nhỏ lan đến tòa nhà lớn. Dù bây giờ cậu đang đứng trên gác chết nứt, cậu cũng chẳng biết đâu. Và khi các đường cắt nhỏ lan ra cắt vào các kẻ nứt chính ban đầu. Cái gì cơ? Hả? Cái dung này sẽ sập xuống. Đúng là một trò đùa. Tôi có thể mượn nó không? Marcus. Sẽ tuyệt đây. Ông bị sao thế? Anh thấy đấy, khi những khe nứt nhỏ này xuất hiện với nhau, phía trên địa tầng sẽ yếu dần đi cho đến khi lưu vực. Los Angeles trở thành một hang động. Tại điểm ảo 10.0. Siêu động đất. Siêu động đất à? Tôi sẽ chớp lấy thời cơ này để sử dụng hệ thống ống nước trong nhà lần cuối cùng vào cuối tuần này. Giờ thì thứ lỗi cho tôi. Tôi thích áo của cậu, Derek à. Xem này, nó khá mềm, làm từ cốt tông mà. Có thể là cốt tông pha polyester. Xem đây, thật thú vị. Kiến gỗ đỏ có các cơ quan nhận cảm gradient carbon dioxide và cơ quan nhận cảm từ trường đối với các trường điện từ. Các nhà nghiên cứu đều thấy việc này xảy ra trước khi có một trận động đất nào đó. Kiến sẽ thức cả đêm ở ngoài ổ của chúng. Lúc đó rất dễ bị giết, nhưng chúng luôn làm như vậy. Không làm gì cho đến sau ngày xảy ra động đất. Tôi nghĩ đấy là những lũ kiến đang làm. Ý cậu là chúng ta có thể biết trước được khi nào động đất xảy ra? Đúng vậy. Theo trường đại học Duisburg-Einstein tại Đức là như vậy. Tao nghĩ là chúng đúng đấy. Siêu động đất. Dừng lại đi. Đặt nó xuống. Đặt nó xuống. Dừng lại. Tôi sẽ vào trong xem. Teddy sẽ lo chuyện này được chứ? Được. Cậu muốn làm gì trong này? Cậu nghĩ gì vậy? Tớ không biết. Bình tĩnh nào, chúng ta không nên ở đây. Cậu có vấn đề gì sao? Chúng ta đang ở trong phòng tắm. Thôi nào, cậu muốn điều đó như tớ mà. Không, Derek ra ngoài thôi. Sao cơ? Nếu cậu muốn riêng tư, chúng ta có thể vào phòng. Không, tớ không muốn riêng tư. Tớ không muốn riêng tư, Derek. Dừng lại. Để tớ ra. Để tớ ra. Đừng làm ta giả đoan trang thế chứ. Tớ bảo dừng lại mà. Derek, dừng lại, Derek. Tớ nghĩ là lũ kiến đúng rồi đấy. Trừ khi hai người đòi hầu tòa, nếu không tôi không thể đưa bản ghi hoạt động được. Cái này, tôi chỉ là kỹ sư thôi. Tôi không có quyền, đây là số điện thoại của sếp tôi. Tôi tin là anh ta sẽ vui vẻ hợp tác. Có vẻ sẽ được thôi. Đây là số của tôi. Nếu anh cần gì cứ gọi. Tôi rất tiếc với những gì đã xảy ra với người của anh. Cảm ơn cô. Cô nghĩ chúng tôi nên làm gì bây giờ? Nếu tôi là anh, tôi sẽ thuê luật sư và chuẩn bị ngồi tù 20 năm. Tất nhiên anh có thể may mắn không vào tù và chết trong trận động đất. Xin lỗi nhé, hy vọng những ngày còn lại của anh sẽ tốt hơn. Anh có nghĩ họ đã đúng khi cho rằng chúng ta gây ra chuyện này không? Tôi không biết. Có thể là vậy. Thôi nào, sao con không trả lời? Nicole à, dân. Nó và bạn đang vào. Nghe này, tôi đây. Ông có ở đó không thế? Paxton và Hicks chết rồi. Lối đi vào hầm bị sập. Và đoán xem tôi vừa có một cuộc nói chuyện này đe dọa với ai. Jack, nghe này. Họ đang tìm một người để đổ tội. Bình tĩnh đi. Nghe tôi này.
Khi nào đi thực tế, chúng ta sẽ xem xét lại tình hình mấy ngày nay. Mọi việc sẽ ổn thôi, được chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng đây không phải là các nhà làm luật. Đây là những nhà khoa học. Họ sẽ bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm cho mỗi lỗ hổng xuất hiện trong thành phố này. Chờ chút nào. Bình tĩnh đi anh bạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Động đất ư? Anh có làm theo nghị định như thỏa thuận không? Ý tôi là biểu đồ của tôi đến điểm T rồi. Nếu tôi phát hiện ra anh khoan quá sâu, chúng ta sẽ không mở trạm số 5 tối nay. Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta có hai công nhân đã chết. Đây là cơn ác mộng kinh hoàng. Nếu anh có vấn đề trầm trọng hơn thì cứ việc. Cái này, Victor, con gái tôi đang ở đấy. Và hứa với tôi rằng anh sẽ đóng cửa từng trạm một cho tới khi chúng ta biết được chuyện gì đang diễn ra. Tôi hứa, hãy lo cho gia đình anh và tôi sẽ lo mọi việc ở đây, được chứ? Được chứ? Khỉ thật, khỉ thật. Này Hector, gọi gia đình cậu đi, đưa họ đến phía nam, rồi sau đó tới trạm số 5 và đảm bảo rằng Richter không làm điều gì ngu ngốc. Tôi không tin gã này. Ai cơ? Thế còn những xác chết này thì sao? Tôi đã gọi cảnh sát và tôi sẽ tới đón gia đình anh. Tôi sẽ gặp lại anh sớm nhất có thể. What a nightmare. Trước hết, đây là vùng Onwish Priolo mà tiến sĩ Parik đã nhắc tới. Đây là nơi có nguy cơ cao về nứt kẻ bề mặt và sẽ gây ra rất nhiều hư hỏng, chết chóc và thương vong, nhất của vực đồi Hollywood. Động đất sao? Một số nơi tại Hollywood không bị ảnh hưởng. Chúa ơi, là động đất, cứu tôi với. Steph, cứu tôi với. Steph, Jack, Step, Jack, điện thoại của em đâu? Điện thoại của em đâu? Trong nhà bếp, trong nhà bếp. Nhanh nào, đi thôi, đi thôi. Gì cơ? Đi thôi, nhanh nào. Ổn rồi, đi thôi. Ôi Chúa ơi, chúng ta phải đi tìm con gái, nhanh lên. Đi đâu? Ý anh là gì? Chúng ta phải đi tìm con gái, nhanh lên. Chúa ơi, đi đi. Cẩn thận chó sói đấy. Cậu nói gì cơ? Hả? Không có gì. Mọi người, chúng ta nên quay lại đi. Gì cơ? Tại sao? Bởi vì rung lắc nhẹ vừa nãy hả? Những dư chứng như thế xảy ra ở mọi nơi. Mọi người đều đăng lên Twitter rồi. Thú vị đấy. Cái gì thú vị? Tài khoản Twitter của cậu. Đừng bận tâm, nghe này. Tớ nghĩ Nicole nói đúng. Tớ đã đọc về những hố sụp này trước khi điện thoại hết pin. Thật sự rất nghiêm trọng. Nhân tiện đây, tớ có thể dùng sạc điện thoại của cậu được không? Không, tớ đang dùng và chúng ta sẽ không quay lại. Mọi người thật sự lo lắng về những hố sụt đấy ư? Thật sao? Thôi nào, chúng ta cũng đã tới nơi rồi. Có chuyện gì thế cậu nhóc? Thư giãn đi.
Ta cũng cảm thấy vậy. Nó không ổn chút nào. Ngay đây. It's right here. Ngay đây. Nghe này Gabriel, anh chỉ muốn nói là anh yêu em. Và em là cả thế giới với anh. Dạ, anh chỉ muốn em tại Cabo lúc em rất xỉu. Anh đã có tình cảm với nhân viên chăm sóc khách hàng, nhưng nó không có ý nghĩa gì cả. Có thể giờ trong tim em chỉ cảm thấy mình nó. Em yêu, em có thể không để ý tới tin nhắn này. Anh sẽ đợi em ở nhà. Yêu em, Dennis. Suýt chết. Anh ấy vẫn không trả lời. Vậy tìm ai khác đi. Chắc hẳn phải có hơn 100 nhân viên tại USGS. Tôi cái là anh ta đang bị chôn trong đống giấy tờ. Nếu việc sơ tán không bắt đầu sớm thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Phải có ai đó có thẩm quyền chúng ta có thể gọi được chứ. Tôi không biết ai hết. Đây là ngày đầu tiên của tôi. Và tôi chắc rằng họ sẽ không nghe tôi nói đâu. Cái gì? Cái gì? Ý anh là gì? Đây là lỗi của anh sao? Nghe này, có thể thôi. Rung lắc có thể là do một trong những trạm thủy lực của bọn anh gây ra. Jack, việc này đúng là do anh. Có thể như vậy. Vì anh có ghi chép từ lúc động đất bắt đầu. Xem này, giờ đây North Ride là do anh. Philippines cũng do anh. Anh biết đấy, anh đặt gia đình chúng ta ở vị trí cuối cùng. Em biết đây là chuyện không thể tin được bởi vì... Chờ chút. Cái gì? Anh nghĩ anh tìm thấy con bé. Gì cơ? Anh thấy Nico. Gửi tin nhắn cho nó và để ý xem nó ở đâu. Nhanh lên, đi nào mọi người. Nhanh lên, Nico. Chỉ cần cho bố mẹ biết con vẫn ổn. Mọi người, chúng ta cần phải quay lại ngay bây giờ đi. Gì cơ? Mình nói rất nghiêm túc, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Được rồi, lại bắt đầu đấy. Tại sao? Cậu đã đọc được gì? Nicole, mình chán nghe lắm rồi đấy. Đừng tự biến mình thành người như vậy nữa đi. Đây không phải là xe của cậu và cậu không. Chú ơi. Con bé không di chuyển nữa. Chú ơi, con bé không di chuyển nữa rồi. Tốt đấy. Vậy nghĩa là con bé bắt đầu cắm trại. Được rồi, đó là tin tốt. Ổn thôi. Ôi chú ơi. Anh đang đi đâu thế? Đi đường tắt. Anh đang làm gì thế? Đi đường tắt tới Ronald Reagan. Có thể tắt đường tại đường 5, nhưng đoạn sau thì chúng ta sẽ đến đường Xuân Sẻ. Hy vọng là gì? Đừng lo lắng. Điều tồi tệ nhất ở phía sau chúng ta. Tiến sĩ Bốc Cơ. Tiến sĩ Bốc Cơ. Marcon, giúp chúng tôi kéo cái này ra khỏi anh ta. Kéo anh ta ra chẳng có ích gì nữa đâu. Chúng ta phải tiếp tục đi thôi. Chúng ta không thể để anh ấy ở lại được. Chúng ta có thể. Cô có thể kéo anh ta ra và đưa anh ta đi cùng với chúng ta. Sao có thể nhẫn tâm như thế? Do nhiều năm luyện tập thôi. Mấy tờ giấy ngớ ngẩn. Sao thế? Nó tệ thế nào? Thật khủng khiếp cho những người dân tại Los Angeles trừ cô. Sao lại trừ tôi? Cô vừa được thăng chức. Đi nào.
Anh nghĩ con bé vẫn ổn chứ? Đúng vậy, đừng lo lắng. Em biết đấy, dịch vụ điện thoại là một trong những thứ đầu tiên luôn tê liệt. Tin anh đi, Nicole an toàn hơn nhiều khi ở ngoài thành phố. Ý em là sao anh biết được? Có phải anh vừa nói thế không? Anh có chắc không? Không, nghe này, anh đang cố làm em cảm thấy tốt hơn sao? Hãy tưởng tượng bề mặt Los Angeles như một tấm kính chắn gió bị dở. Jack, em không hiểu. Mặt đất như một tấm kính chắn gió sao? Em không hiểu anh đang nói gì. Anh thật sự cần một cái búa để giải thích. Trời ơi, anh thấy rồi. Nhanh lên, giữ chắc nhé. Chúa ơi, Chúa ơi, nhanh lên. Nhanh lên. Giữ chắc vào. Nhanh lên. Lại Đức Mẹ Marie Nhân Từ, chú ở đây với chúng con. Đức Mẹ Marie, xin hãy cầu nguyện cho những con chiên tội lỗi. Anh đang cầu nguyện đấy à? Anh bắt đầu cầu nguyện từ lúc nào vậy? Anh chỉ muốn lấy lại tinh thần thôi. Jack, em mất điện thoại rồi. Cái gì? Chúng ta cần tìm đi cô. Em biết, em xin lỗi, em bị trượt tay. Nghe này, cầm lái đi. Chúa ơi, cầm lái đi. Gì cơ? Dạ đừng dừng xe lại, nhanh nào, cầm lấy. Được rồi, cầm lái đi. Em biết rồi. Cẩn thận. Lái đi chứ. Em đang cố đây. Kỹ thuật. Cẩn thận. Lái đi chứ. Em đang cố đây. Kỹ thuật. Anh ổn chứ? Cẩn thận. Chúa ơi, anh lấy được chưa? Anh lấy được rồi. Step, em đang cố đây. Anh lấy được rồi. Step, Chúa ơi, anh lấy được rồi. Step, Chúa ơi. Step, em đang làm gì thế? Step, em đang làm gì thế? Chúa ơi, Chúa ơi, bám chắc nhé. Phanh xe lại. Em nghĩ là có vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Kính chắn gió bị dở rồi. Có ai không? Cứu với. Teddy, cậu ổn chứ? Phải. Chúng ta đang ở đâu? Giúp tôi với, làm ơn. Chúa ơi, Derek, Cindy, giúp tớ. Chúa ơi, cao quá. Chúng ta phải ra khỏi đây. Kính chắn gió. Chúa ơi, quên ở đâu? Không, không. Gió. Cứu với. Chúng tớ tới đây, Warner. Tớ không muốn chết. Không, 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 không. Cứu với. Chúng tớ tới đây, Warner. Tớ không muốn chết. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta có nên kéo nó lại không? Tớ không biết, nhưng chúng ta phải làm gì đó. Hay là quay xe lại đi. Này, đấy không phải là ý hay đâu. Im đi, không ai hỏi mày cả. Mọi người nhanh lên. Chúng tôi tới đây.
Nhanh lên. Sydney, Derek, chúng ta phải gắn lên. Cậu hãy giơ tay tới chỗ Warner và đưa cho cậu ấy đoạn dây này. Cậu sẽ kéo cậu ấy lên à? Khi cậu ta nắm được dây, chúng ta sẽ ra khỏi xe sau. Chúng ta sẽ cầm sợi dây và cùng kéo cậu ấy vào xe. Các cậu làm cái quái gì lâu vậy? Cậu có thể làm được, Cindy. Được rồi. Chúng ta tới đây. Tới đây. Warner, Cindy. Tớ sẽ đưa cho cậu một đầu dây được chứ? Được rồi, nhanh lên, làm ơn. Nhanh lên. Tớ sẽ đưa cho cậu một đầu dây được chứ? Được rồi, nhanh lên, làm ơn. Được rồi. Nhanh lên. Được rồi, sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Bắt lấy. Làm ơn tới gần một chút đi. Cậu bắt được chưa? Chưa. Có chuyện gì đang diễn ra trên đấy vậy? Không, Cindy, cố lên. Tớ đang cố đây. Cố lên. Cindy, chúng tớ không thể giữ nó được nữa. Teddy thằng khốn, tao sẽ giết mày. Thôi nào. Bắt lấy. Đến tới ba. Được rồi, làm đi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Một, hai, ba. Khỉ thật. Warner. Warner. Ôi không. Ôi không. Không ai ở Los Angeles bắt máy, kể cả cấp cứu. Tuyệt. Các người đang làm gì thế? Đừng dừng lại. Chúng tôi đang trong tình trạng báo động đó. Chúng tôi được toàn quyền xử lý ở đây. Tôi đã bị đục hai lỗ trên giấy phép. Ai quan tâm chứ? Cô là lãnh đạo mới của USGS. Sử dụng quyền hành đi. Để yên cho tôi nói chuyện. Giấy phép đăng ký chứng từ bảo hiểm thưa cô. Cán bộ, cậu có thấy những đám cháy tại trung tâm thành phố không? Chỉ mới bắt đầu thôi. Thưa ngài, tôi không hỏi ngài. Mặc kết, làm ơn đi. Giấy phép và đăng ký thưa cô. Dân, chờ một chút. Cho cậu ta xem huy hiệu của cô ấy. Yên lặng. Xin lỗi, tôi chắc chắn rằng nó ở đâu đây. Điều này là vô lý. Cán bộ, chúng tôi đang rất vội. Thưa ngài, tôi không hỏi ngài. Ngài sẽ tới lượt sau. Thưa cô, xin vui lòng xuất trình giấy phép và đăng ký. Nó chỉ ở đâu đây thôi. Tôi không thể. Tôi chắc chắn rằng cậu có nguyên tắc riêng. Nhưng tôi khuyên cậu nên để chúng tôi đi. Thưa ngài, đây là cảnh báo cuối cùng. Có bất tiện lắm không? Michael T. Booker, Cục Quan sát Địa chất Hoa Kỳ. Cậu vừa trêu đùa hai nhà khoa học thiên tài sở hữu. Những dữ liệu có thể chứng minh sắp có động đất lớn nhất từ trước tới nay. Và vị tiến sĩ đây là người duy nhất có thể thuyết phục các nhà chức trách di tản dân ra khỏi thành phố. Xin chào. Vì thế nếu cậu không muốn được biết đến là cảnh sát khiến 3,8 triệu người dân Los Angeles chết thảm, tôi khuyên cậu nên lấy xe và hộ tống chúng tôi tới trung tâm quản lý khẩn cấp Los Angeles ngay. Đi mau. Ông nên tắt điện thoại di động đi. Cậu nghiêm túc à? Được rồi cán bộ. Theo tôi. Welcome to Hollywood, where every day hundreds of hopeful starlets arrive to make their dreams come true, and hundreds more leave when they don't. Được rồi, chúng ta sắp tới tháp Cabo Ricos, được xây dựng vào năm 1956. Mọi người bình tĩnh, chỉ là rung lắc nhẹ thôi. Nó sẽ đặt hàng ngày tại Los Angeles. Just a little tremor happens every day in LA.
Vậy ở đó con bé sẽ nguy hiểm hơn. Trong trường hợp Peter bật trạm số 5, hắn ta đã đảm bảo là sẽ không làm như vậy. Hắn ta đảm bảo với anh, hắn ta được biết đến như một tên khốn. Anh đã bỏ gì từ trước? Ngày này, chúng ta lại bắt đầu cuộc tranh luận mệt mỏi này nữa. Có vậy cho anh chọn tên khốn đó thay cho gia đình? Không, em là người rời bỏ anh đấy chứ. Em đã cho anh rất nhiều cơ hội, tại sao anh lại quay lại chứ? Vì anh phải mua xăng. Có rất nhiều xăng trong bình. Chúng ta cần phải cứu con gái, nhưng lại không biết chúng ta phải lái xe bao lâu trên con đường vắng tanh này. Nicole chắc là đang hoảng loạn, chúng ta phải quay lại ngay. Bởi vì không có trạm nào ở đấy cả. Anh nghĩ em đúng, chúng ta không nên dừng lại. Những trận động đất tại địa phương chưa được xác nhận bởi cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ tại Cortez. Anh không nên để hắn ta động vào cái búa của anh. Họ chắc chắn sẽ không đóng đâu. Tôi biết rồi, tôi cần cắt tóc. Được thôi, đi theo tôi. Cắt tóc sao? Cô cần thể hiện sự tự tin và quyến rũ. Nếu cô muốn những người kia nghe cô, cô biết gì cô cần làm rồi đấy. Giờ thì thuyết phục họ đi. Thay đổi lộ trình xe buýt. Thôi nào các người, dùng đầu đi chứ. Cô cứ ở chỗ quái nào vậy? Chúng ta đang có những rung lắc khắp thành phố, nhưng tôi lại không biết gì cả. Ông ấy là Booker thưa ngài. Tôi đã cử hai sĩ quan xuống CTEC. Sao không thấy thông tin gì? Hai người, có ai là Earth không? Có tôi đây. Tôi là Lee Shipman. Tôi từng làm cho tiến sĩ Booker. Và đây là đồng nghiệp của chúng tôi, tiến sĩ Glaston. Glaston, ông dở hơi ấy hả? Tiến sĩ dở hơi, nếu ông thích vậy đại tá. Hai người biết nhau sao? Mỗi tháng tôi đều nhận được một cảnh báo từ vị tiến sĩ giỏi giang này. Dịch cúm gia cầm, phấn hoa chết người, virus. Cái cuối cùng là cái gì nhỉ? Cần bảo cá mập. Ông không biết chuyện đó sắp trở thành sự thật như thế nào đâu. Bây giờ ông nói đã làm việc. Booker sa thải ông vì lý do gì? Quá vô lý à? Tiến sĩ Booker đã chết. Chúng tôi vừa lấy những dữ liệu này từ Earth và chúng tôi định đưa cho máy xem, thưa đại tá. Không, tôi muốn hội chữ thập đỏ tại cô. Nhìn này, không, tôi không được hai cái chết tiệt này. Nếu kim cương neo được bán hết, làm thế này, cái gì cơ? Ông còn phải di dân Los Angeles. Di dân? Toàn bộ thành phố sao? Hai người điên rồi. Đại tá, theo tất cả những gì đã diễn ra, những hố sụt là rối loạn địa chấn nhẹ nhàng nhất, sẽ còn có nhiều hơn nữa. Tiếp theo là gì? Tiếp theo sẽ là tăng giá điện toàn thành phố. Tôi không lưu nó lại rồi. Và tất cả những thứ này không là gì cả, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Sao chúng lại là vấn đề nhỏ? Ông ấy đang cố nói, thưa ngài, rằng các đứt đoạn ở lưu vực Los Angeles đang rạn nứt. Này, dùng từ đơn giản thôi, cái nào quá khó dông, đứt đoạn hay lưu vực? Thạch Nguyễn, lớp vỏ trái đất phía dưới chúng ta. Phía nam ở Sari Madri và phía tây ở Pasadena. Thạch Nguyễn, lớp vỏ trái đất phía dưới chúng ta. Phía nam của Sari Madri và phía tây của Pasadena. Chúng đã dở dụng ra và mọi thứ ở phía trên sẽ sụp xuống và rơi vào đại dương. Thưa ngài, ngài xử lý STFD như thế nào? Tôi thực sự phải làm cái gì sao? Để SDFD ở chế độ chờ. Vậy hai người nghĩ chúng ta dừng lại nó như thế nào? Chúng ta không thể kiểm soát động đất. Ông đang nói gì thế mà Gus? Ngăn chặn tâm chấn. Ông lấy cái này ở đâu? Đây là điều chúng ta phải làm. Chúng ta sẽ làm căng tâm chấn và tạo ra một tai họa khác. Cái gì cơ? Đây là luận án của Emily. Đây là lý thuyết của cô ấy. Đây là kế hoạch của chúng ta. Là kế hoạch tốt. Đây là một kế hoạch xê trừ. Ông đang gợi ý chúng ta phá hủy bãi biển dài. Ông sẽ còn lại 7/8 dân số Los Angeles. Ông ta nghiêm túc à? Ông nói đúng. Ông ta điên rồi. Mọi người, đây là bãi biển dài. Ai sẽ nhớ nó chứ? Được rồi, có vẻ như chúng ta sẽ băng qua một dòng suối và trạm kiểm lâm cách một dặm về phía bắc. Chúng ta nên ở lại trên đường. Tớ không biết nữa. Chúng ta thậm chí không chắc đấy có phải là hướng bắc không. Cindy, có dịch vụ nào trên điện thoại không? Không. Có lẽ chúng ta nên quay đầu lại theo hướng chúng ta đã đi. Hãy quên điều đó đi. Quay lại mất 5 km. Và trạm kiểm lâm thì chỉ cách hơn 1 km nữa. Tối lắm. Đúng thế, từ khi cậu muốn chết như Warner. Thôi nói lên tin đi và bắt đầu đi đi.
Derek, đi thôi. Cẩn thận chân đấy. Cindy, hãy chắc chắn điện thoại của cậu không bị ướt. Chỉ sâu 60cm thôi thiên tài à. Tớ nghĩ tớ có thể kiểm soát được. Đi nào mọi người. Khỉ thật. Chuyện gì vậy? Không sao chứ? Mình bị kẹt rồi. Chúa ơi, nó không động vậy. Xong rồi. Chúa ơi, sợ quá. Cẩn thận, tớ không muốn mất giày của mình. Ôi Chúa ơi, một trận động đất khác ư? Ôi Chúa ơi, kéo tới dưới. Kéo tới dưới. Đi nào. Tớ đã bảo cậu đi nhanh mà. Kéo tới dưới. Đưa tay đây. Cậu không sao chứ? Tớ đã bảo cậu đi nhanh mà. Ít nhất cũng có ai thích việc này. Chúa ơi. Cẩn thận. Cẩn thận. Cậu bé ở dưới đó sao? Nicole. Nicole. Chúa ơi. Đây là xe của chúng phải không? Chúa ơi, xin ngài hãy phù hộ cho Nicole bình an. Đây cầm lấy. Cái gì vậy? Cẩn thận. Chúa ơi, xin hãy phù hộ cho Nicole bình an. Làm ơn. Nếu con chó có tên trên cổ, chúng ta có thể gọi nó. Thôi nói về con chó đi. Teddy, có chuyện gì với cái điện thoại vậy? Chúng ta có thể sửa được không? Tập trung vậy đi anh bạn. Có rác à? Xin lỗi, tuyệt lắm. Các cậu, tớ không biết nữa, tối quá. Chúng ta quay lại mấy cái hang vừa nãy thôi. Được, chờ chút, nếu có thêm động đất thì sao? Tớ không muốn mắc kẹt trong hang. Chúng nhìn khá an toàn. Ý tớ là ngọn núi này đã có từ hàng trăm năm trước. Theo tớ thì chúng ta dẫn hướng về phía trạm kiểm lâm. Nó sẽ không. Tớ đông cứng rồi. Và tớ thà bị ăn thịt bởi thú rừng còn hơn. Nếu chúng ta đi bộ, chúng ta có thể quay lại trong khoảng một tiếng. Không, không. Tớ sẽ không vào cái hang tối đó với cậu đâu, Derek. Sao cậu lại lo lắng thế? Có vấn đề gì sao? Sao cậu lại tấn công tớ? Cậu biết rõ vấn đề của tớ mà. Cậu nghiêm túc chứ? Cậu là người đã mời mọc tớ cả tháng trời. Mời mọc cậu? Đúng vậy. Giống thế này á, thật sao? Này các cậu, nhìn đây, chúng ta tìm thấy gì cứu tinh rồi. Teddy. Thật kinh khủng. Cậu bệnh rồi. Nghe này, chó có khứu giác tốt. Một nhóm người xét về đất gần đây đã phát hiện ra chó có thể đứng thẳng dưới từ trường trái đất khi chúng đi vệ sinh. Vậy đây là hướng bắc. Và cậu? Chúa ơi, cậu bệnh rồi. Cậu bệnh rồi. Nico, cậu đi theo chúng tớ. Hoặc cậu có thể ngớ ngẩn tin theo cái la bàn bằng phân đấy. Tùy cậu. Tin theo phân chó hoặc cậu. Chẳng thấy gì khác biệt. Nghe này, tớ vẫn sống. Teddy, cậu cảm thấy thích thú với Queen Blueborn à? Đi nào Cindy, Cindy, Derek nói đúng. Được rồi. Đi thôi Teddy. Đi. Đi. Jack! Jack, anh có thấy nó không? Nó không ở đây. Xin chào. Không, chờ một chút. Khách tôi gọi anh. Nói với anh ta, anh sẽ gọi lại. Em không nghe thấy anh ấy. Chờ chút. Tôi có cái này của bác tin. Cái gì thế?
Khỉ thật. Victor, quyết định vậy đi. Dân thưa ngài, dân thưa ngài. Tôi hy vọng vậy. Ông béo Shipman, nhà chức trách đã đưa mọi người xuống dưới 10 độ phía nam và trên 10 độ phía bắc. Hai người đã hoàn thành tâm nguyện. Bây giờ nếu có gì chúng tôi có thể làm được, tôi sẽ nói ngay. Chờ một giây, tôi phải nghe máy. Xin chào. Chúng ta không thể dừng việc cướp bóc được. Bảo vệ quốc gia. Thưa ngài. Dân, chuyện gì? Tôi e rằng ông phải yêu cầu mọi người quay lại. Không an toàn chút nào. Chúng ta đang đối mặt với hàng trăm luật sư. Đừng nhắc như rắc thế chứ. Tại độ sâu này chúng ta sẽ khoan được rất nhiều dầu. Chúng ta có thể trả cho các quan chức nhà nước hoặc bất kỳ ai. Tôi không lo lắng. Ông là người duy nhất tại Los Angeles này không? Chỉ một lần nổ nữa thưa ngài. Sau đó chúng ta sẽ mở các máy bơm. Một tiếng nữa. Xin đừng làm như thế thưa ngài. Hector, bình tĩnh đi anh bạn. Ổn rồi. Hãy nhâm nhi một ly champagne và đón chờ mọi việc xảy ra. Biết rằng bãi biển dài gây ra những vết nứt đầu tiên, nhưng trạm của Richter tại rừng quốc gia có vẻ sâu hơn. Chúng ta có cơ hội để làm vỡ lớp vỏ. Nó sẽ gây ra một trận động đất kinh khủng hơn ở phía bắc thành phố, ngay hướng chúng ta đã di dân hơn một nửa. Cô đang tập trung vào vấn đề thứ yếu một lần nữa. Việc rơi xuống biển là vấn đề thứ yếu. Rơi xuống hồ lửa. Tại độ sâu của nó, chúng ta tiến gần vào vùng nham thạch. Nham thạch gì cơ? Khi siêu nóng làm tan chảy đá trên mặt đất. Vết nước sâu có thể tạo ra magma 450 dặm một giờ. Magma? Cô đang nói với tôi Los Angeles đang sắp thành núi lửa? Tôi không định nói như vậy nhưng chính xác. Dù bằng cách nào, chúng ta không thể khiến cái trạm hoạt động. Tôi không thể tin cô đứng về phía thằng ngốc đấy. Một cô gái có thể ngu ngốc thế nào? Tớ không biết. Cái gì? Ý tớ là Nico thật sự rất ngu ngốc. Họ đều như nhau. Tớ nghĩ mũi tớ bị dở rồi. Cậu sẽ làm gì nếu có gấu ở đây? Tớ sẽ để cậu lại và bỏ chạy. Cậu nên bảo vệ tớ. Sạc điện đi. Mang theo bên dự phòng. Nếu không bố tớ sẽ cằn nhằn. Tôi có một ý. Tôi đã đọc trên mạng rằng có thể sạc điện thoại bằng sức nóng cơ thể. Như thế nào Teddy? Chúng ta đều đông cứng. Nếu chúng ta để pin ở giữa, sau đó chúng ta làm nóng người nhau. Giỏi đấy, đồ dâm đảng. Tớ nói là làm nóng chứ không phải là ý đấy. Thôi nào, nó có thể mà. Được rồi, tớ không tin nổi tớ sẽ làm điều này. Đặt tay lên. Ngọ nguậy một chút. Ngọ nguậy. Được rồi. Được rồi. Xin lỗi. Các trận động đất năm 89 tại San Francisco xảy ra do sự phân chia dọc theo đứt gãy San Andreas. Thật trùng hợp, tâm chấn đó cũng ở trong một khu dần công viên tiểu bang. Phải. Nó bị gây ra bởi các giải bóng chạy. Giải bóng chạy nhà nghề xong. Chỉ là đội Atlanta đối với đội Gen. Trận đấu diễn ra tại vùng vịnh. Không, tại bờ biển phía đông chứ. Tỷ lệ người xem thấp nhất từ trước tới nay. Con chấn của đội bóng chạy nghĩ ra 12. Im đi, tôi nghe đủ rồi. Đội anh em nhà Pat, Conesco và Mark Guy đã truyền năng lượng cho các chiến sĩ. Im ngay. Ông sẽ phải học cách im lặng trong suốt chặng còn lại của chuyến bay.
Đây, để tớ kiểm tra. Thôi nào. Chúa ơi. Oh yeah, you must play rough, huh? Okay. Oh my God, did you feel that? Con chó làm gì vậy? Ôi chú ơi, cậu cảm nhận được không? Thôi nào, nghe đi. Derek, bỏ ra. Bỏ tới ra. Ra. Cả cậu cũng thế. Thật thôi sao? Nào. Không thể nào. Chờ đã, nhìn xem. Thôi nào. Nicole. Con có ngoài đó không? Nghe này, Steph. Steph. Anh biết rằng anh luôn đổ lỗi cho em. I know I always blamed you. I blame. Anh đổ lỗi cho Richter. Anh đổ lỗi cho công việc. Nhưng tất cả là do anh. Anh là người khiến gia đình chúng ta gặp nguy hiểm. Chúng ta sẽ tìm thấy con bé. Con gái chúng ta có thể xoay sở được. Anh chắc chúng ta có thể. Anh biết chúng ta có thể. Nhưng đó không phải là điều anh đang muốn nói. Anh luôn hy vọng sẽ có một ngày những vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Jack, bọn em chưa bao giờ yêu cầu anh như thế. Nghe này, em cũng có lỗi trong chuyện này. Ý em là em đã làm anh tổn thương khá sâu sắc vì đã không bên anh. Em biết điều đó. Rõ ràng là anh luôn đặt gia đình lên đầu tiên. You were always putting us first. You bet your sweet boo you did. Do you know, anh biết thầy đo Tolosky không? Bật nó lên, Gigi. Đến giờ ảo thuật rồi. Có phải họ không? Là họ rồi. Là họ rồi. Là xe của bố tớ. Mẹ, bố. Nico. 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 Tạ ơn Chúa. Chúa. Mặc cái này vào. Con ổn chứ? Mọi việc ổn chứ? Được rồi, bé nhóc, lên xe đi. Không, chúng ta phải đi tới trạm. Hector bảo rằng Richter sẽ khởi động nó và tạo ra một cơn động đất rất lớn. Anh cần đưa em và lũ trẻ tới nơi an toàn. Nếu anh ta kích hoạt thì có ai trong chúng ta an toàn không? Chúng ta phải đi thôi. Thưa chú, nếu có cơ hội nào có thể cứu Los Angeles, cháu sẵn sàng tham gia. Con cũng thế. Được rồi, vào xe đi. Nhanh lên, đi thôi. Tôi vừa nói chuyện với anh ta. Có vẻ không tốt. Có chuyện gì thế nhỉ? Richter đâu? Lối này. Richter, tắt nó ngay. Đừng buông xuống thế. Được rồi, USCSA, anh đã bị bắt. Richter, dừng lại đi. Tắt nó đi. Tránh ra. Tránh xa tôi ra. Tôi biết quyền của mình. Tôi chẳng làm gì sai cả.
Chúng ta phải đóng những máy bơm lại. Không không, chúng ta phải mở nó lên. Cái gì? Chúng ta sử dụng những máy bơm thủy lực của anh để mở rộng các điểm nứt đầu tiên tại đây. Khuếch đại vết nứt ban đầu để hạn chế tâm chứng. Đây là lý thuyết của tôi. Đây là kế hoạch hay. Tôi cần anh giúp. Nếu chúng ta có thể tập trung áp lực ở phía trong lớp vỏ. Chờ chút. Kế hoạch để tạo nên một trận động đất lớn hơn. Xin lỗi quý cô, không phải cô dự báo ý tưởng đó điên rồ sao? Đây là một tiếng trước rồi, bây giờ đó là những gì chúng ta phải làm. Và tôi không phải là quý cô, tôi là tiến sĩ. Tôi xin lỗi. Tôi vẫn chưa hiểu. Các đường nứt gãy đang lan ra và tâm chứng đang mất áp lực. Cô muốn nó nứt thêm sao? Chính xác. Chúng ta sẽ dùng các máy bơm với công suất cao nhất khoanh vùng lan tỏa của những vết nứt này. Thật điên rồ. Nơi này sẽ trở nên bất ổn. Khu rừng sẽ bị chia ra triệu mảnh. Thôi không nghĩ đấy là vấn đề, đúng không? Ông làm gì thế? Chúng ta cần các máy bơm hoạt động hết công suất. Chắc anh có thể đưa những người này ra khỏi đây sao? Bây giờ tôi có thể chắc chắn hoàn toàn rằng tôi nên để ý tới ai. Được rồi. Tôi nhắc lại thành phố Los Angeles. Chờ chút, tránh đường. Lệnh sơ tán bắt buộc. Dùng gian biển đang được cảnh báo sóng thần. Dùng gian biển đang được cảnh báo sóng thần. Chuyện này không thể xảy ra. Chú ơi, tôi đã làm gì thế? Ông nói ông có thể dừng trận động đất lại sao? Không chắc lắm. Chúng ta có thể chuyển nó đi. Được rồi. Nhưng tới đâu cơ chứ? Tới ngay dưới chân chúng ta. Tôi thấy tất cả các loại khí trong hệ thống nước chảy ngược lại. Những đường ống sẽ không giữ chúng. Đó là dấu hiệu tốt. Chúng tôi muốn tất cả mọi thứ ở dưới đây. Được rồi. Sẵn sàng chứ? Kỹ thuật. Cái gì thế? Nó không tạo ra áp suất nào cả. Đây là van đóng khẩn cấp. Nếu hệ thống quá tải, nó sẽ tự động đóng lại. Nó chắc chắn sẽ quá tải. Chúng ta phải mở van thủ công rồi. Anh đã thấy điều gì xảy ra với Bratton và Hick khi họ có mở cái van đó rồi đấy. Tôi sẽ không xuống đó một lần nữa đâu. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nghe này, chúng ta có ít nhất 10 phút trước khi tất cả những cái ốc này lỏng ra. 5 phút. Nhanh nào. Anh có nghĩ nó sẽ dừng lại không? Tôi không biết. Này mọi người, ai muốn đi trực thăng nào? Tôi không biết gì về cái này. Có thể tôi nên suy nghĩ lại tất cả chuyện này. Đại tá, chuyện xấu nhất có thể xảy ra là gì? Chúng ta có thể biến khu rừng nguyên sơ quốc gia thành núi lửa. Chúng ta sắp mất cả thành phố sao? Vậy còn một vài nghìn cây thì sao? Đó giống như là một vết xước trên đèn đuôi xe Ferrari thôi. Đi nào. Bố yêu con. Jack, không còn cách nào khác sao? Anh sẽ quay lại ngay. Em tin như vậy. Sẵn sàng rồi chứ? Tôi đoán vậy. Chờ một chút. Tôi là người duy nhất sửa mới qua và bỏ qua các cảnh báo. Đây là lỗi của tôi. Lỗi của anh ta. Vui thật, bởi vì anh ta bắt đầu tất cả những vết nứt này. Đừng quan tâm. Để tôi đi thay Hector. Được đấy. Được rồi, ra ngoài đây anh bạn. Đi thôi. Chờ một chút. Chắc. Thôi nào. Chuyện này không thay đổi gì cả. Anh vẫn đáng chết. Ở dưới đó rất nóng. Khỉ thật, nóng quá.
end of the hallway. 50 yards down. Safety. Quan đang ngăn cách đây 18 thước. Ở bên phải đấy. Chuyện này không dễ dàng đâu. Đi nào, nhanh lên. Nóng quá. Mạnh tay vào. Kỹ thuật, nóng quá. Kỹ thuật. Và nắp súc vẫn hoạt động. Giúp tôi xây nó một lần nữa. Tôi sẽ giữ nó mở. Nghe này, tôi không quan tâm chuyện anh chết hay không. Khi tôi quay lại chiếc trực thăng, tôi đã chết rồi. Làm thôi, nhanh lên. Nhanh lên. Ra khỏi đây. Anh biết tôi không muốn trả anh tiền làm ngoài giờ đâu. Cảm ơn anh. Họ đâu rồi? Họ đang ra phải mở nó bây giờ. Chúng ta không thể chờ lâu hơn nữa. Chờ chút, cho anh ấy một phút. Tôi biết anh ấy sẽ làm được. Anh ấy đây rồi. Bố, cẩn thận. Bố, cẩn thận. Ritter đâu? Anh ấy không qua được. Thôi nào, ra khỏi đây mau. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Cơn dư chấn có vẻ đã chấm dứt khắp thành phố Los Angeles. Thế có nghĩa là gì? Là chúng ta đã thành công. Chúng ta đã làm được rồi. Chúng ta đã làm được rồi. Chúng ta đã làm được rồi. Thật là một ngày tồi tệ. Không tệ lắm. Tôi đã có chỗ dựa thứ hai. Có vẻ như anh đang nghỉ việc. Em chắc chắn có thể kiếm cho anh vài việc ở nhà. Đợi chút. Chúng ta phải dừng lại lấy bánh phô mai.